Hãi hùng trào lưu chụp ảnh với người chết thời nữ hoàng Victoria. Trào lưu chụp ảnh với người chết từng phổ biến trong xã hội Anh thời nữ hoàng Victoria. Người ta chụp ảnh người chết trong tư thế giống như họ còn sống. Những bức ảnh chụp người chết được người thân lưu giữ làm vật lưu niệm để tưởng nhớ người đã khuất. Nhiếp ảnh gia đã sử dụng nhiều thủ thuật để các bức ảnh chụp người chết trông giống như họ còn sống. Một trong những cách phổ biến nhất là việc người ta đặt thi hài người quá cố lên trên ghế, bên cạnh là những con chó. Người chết được đặt trong tư thế giống như họ đang ngủ say. Bé gái trái ảnh đã qua đời và được dựng đứng lên nhờ dụng cụ đặc biệt khi chụp ảnh với những người anh chị em. Để chụp ảnh cho cậu bé đã chết này, một người đứng sau tấm rèm và giữ cho cậu đứng thẳng. Một cặp vợ chồng chụp ảnh bên người con chết yểu. Dưới thời nữ hoàng Victoria, nhiều trẻ em chết từ khi còn rất bé. Cha mẹ chụp ảnh với con nhằm lưu giữ những hình ảnh về đứa con bé bỏng của họ. Người mẹ bế con trông giống như đứa trẻ còn sống. Bé gái đã mất được gia đình chụp ảnh để tưởng nhớ, lưu giữ hình ảnh về em. Người ta đã dùng thủ thuật để khiến mắt em mở to như khi còn sống.